công nghiệp và sản xuất Việt Nam tại Bình Dương 2024 được tổ chức theo lộ trình tại các tỉnh thành có nền công nghiệp phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, kết nối với các nguồn cung cấp máy móc, phụ tùng, thiết bị và các giải pháp quy trình cần thiết cho ngành công nghiệp ô tô, điện tử, máy móc, dệt may, giày da và công nghệ cao và cho các ngành sản xuất liên quan. Với tiêu chí giải pháp công nghệ máy móc công nghiệp, tăng hiệu suất công việc và sản lượng, Hồ Gia Phát tham gia và có mặt tại triển lãm đem đến cho khách hàng tham quan nhiều trải nghiệm tuyệt vời với công nghệ tiên tiến, máy móc hiện đại. Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Hồ Gia Phát là đơn vị doanh nghiệp nhập khẩu và cung cấp hàng linh kiện, công cụ, máy móc và thiết bị sử dụng trong ngành công nghiệp nặng, gia công cơ khí, nhà thép tiền chế, khai thác mỏ, quy trình tiêu thụ nguyên vật liệu của các công ty, nhà máy trong và ngoài nước.